Nay chúng ta học cái đề tài là ôn tập tự nhiên. Tại vì có nhiều người á sắp không có sư hoài, nó dạy những cái khó quá, không có hiểu gì hết. Nó ngủ gục, biết ngủ gục thôi. Lúc nào nó gật cái đầu xuống mình biết là nó ngủ gục, chứ còn không biết cái đó là đẳng sao như thế nào. Thế thì theo ý yêu cầu của đại chúng, tăng lúc nào phải chấp hành thôi. Đề tài ngày hôm nay là hôn trầm thị miên. Hôn trầm thị miên nói đại khái á, nói giữ nghĩa nhiều cho nó mệt, nói đại khái là ngủ gật trong lúc buồn thiền mà không biết rằng là mình ngủ gật. Ngủ gật trong lúc ngồi thiền mà không biết mình đang ngủ gật, tức là cái biết nó vô thức. Bây giờ trước hết ta tìm hiểu xem thì bên hôn trầm, đừng có nói chữ nghĩa quý vị cứ tra cứu trong sách nhiều lắm. Trạng thái thực sự trong lúc chúng ta hành trì nó là cái gì? Nó giả dười, nó buồn ngủ, rồi nó muốn buông xuôi cái thân mình, thả theo giấc mộng mà hồi bướm mơ tiên. Nó lân lân, nó sảng khoái, ngủ là nó sảng khoái. Lúc bây giờ cũng quên Phật, mà quên chồng, quên con, quên thân luôn, chỉ biết là ngủ thôi, chỉ biết cái ngủ thôi. Thế thì nó là trạng thái giống như buồn ngủ mà không phải buồn ngủ. Là buồn ngủ thì nó do cái vấn đề vật lý. Nhưng mà cái này cái trạng thái nó vừa thân vừa tâm. Tại sao vậy? Có thể là mình suy tư sai, có thể là mình quen với ngủ. Cái giờ đó nó phải ngủ. Cũng như 12 giờ khuya mà quý vị không ngủ là quý vị khó chịu. 11 giờ quý vị khó chịu. Nhưng mà quý vị để ý rồi, nếu quý vị vượt qua khỏi cái 12 giờ, tới 1 giờ cái nó hết muốn ngủ luôn, nó thức hoài. Bằng chứng là xưa có mấy người đệ tử đi đánh bài casino á, đánh suốt đêm mà nói cứ hết 1 giờ là con hết buồn ngủ, muốn đánh hăng lắm. Bao nhiêu tiền đem ra nướng hết á. Cúng chùa thì nó không dám cúng, nhưng mà cúng cho casino thì bao nhiêu nó cũng cúng. Nó hăng hái cúng. Như vậy buồn ngủ là cái trạng thái, nói nôm na là hôn trầm thực miên. Đại khái là con mắt nó nhíu xuống, cái thân nó giả dời, nó chỉ muốn muốn nằm, muốn thiếp đi. Còn nếu mà lỡ mà ông sư ông kêu ngồi thì ráng ngồi, nhưng mà cái hồn nó đi đâu mất tiêu, cái xác nó cứ giả dời, nó cục cằn, nói cái gì nó cũng gật đầu hết. Có thể là do suy tư sai. Suy tư sai là sao? Là mình nghĩ rằng ngồi thiền phải như thế này để được như thế này, ngồi hoài nó được, tới lúc nó chán, nó nản, tâm trạng chán nản. Hoặc đề mục sai, đề mục Đức Phật cho mấy chục cái đề mục mà mình quán hoài không thấy tự thi, quán hoài không thấy sắp chết, quán hoài cũng thấy ngứa ngáy, mà chỉ thấy buồn ngủ mà. Quán riết rồi một hồi không thấy ngứa ngáy, không thấy gì hết, không thấy tự thi, không thấy chư thiên cái gì hết, mà cứ thấy buồn ngủ gục ngày nào vậy nó lại rồi đó. Thì có thể là đề mục sai, hoặc là mình hành trì sai. Pháp thì nó hành trì phải cho đúng, giờ ngủ thì ngủ, mà giờ ngủ mình không ngủ được, mình lo nói chuyện bạch tám hay xem cái gì iPad, iPhone nữa, rồi tới chừng mà ngồi thiền đó thì mình đâu còn sức đâu nữa mà để mà ngồi thiền. Vua Ba Tư Nặc ngồi nghe Phật giảng, Phật cho ngồi ngay hàng đầu, mà sáng sớm ra mà ông đã cứ ngủ gục liên tục. Phật lấy làm lạ, sao ông này, Phật nói cái gì cũng gật đầu hết, không có chống đối gì hết, không có phản đối gì. Thế rồi sau cái bữa giảng á, Phật mới từ bi gọi ông vào, nói đại vương. Đại vương á là lo cho mấy chục triệu người sinh linh, chúng sinh nó đều ở trong nhờ cái đại vương. Cho nên nó đại vương cố gắng ăn ngủ điều độ, sinh hoạt ban đêm điều độ. Đấy, Phật nói rất khéo. Ăn ngủ điều độ, sinh hoạt ban đêm điều độ thì chúng sinh nó nương nhờ. Thế thì điều đó nói cái gì? Thân và tâm. Thân mà trát tán rồi phóng dật, rồi giải đãi rồi rượu chè, đương nhiên là nó mệt mỏi. Cái tâm á,
mà không kiên cố thì nó cũng sinh ra giải đãi mệt mỏi. Tâm muốn kiên cố và tu chứng tính cần, tính tinh cần tức là các điều ác ngưng làm, nếu nó chưa sinh, các điều ác đã sinh thì tìm cách đoạn diệt nó, không làm cho nó tăng trưởng nữa. Tính tinh cần liên tục như vậy. Các điều thiện chưa sinh thì làm cho nó sinh, mà các điều thiện đã sinh rồi thì làm cho nó tăng trưởng. Thế các điều thiện ở đây là gì? Các điều thiện ở đây là thiện nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân, nơi ý, hoàn toàn thanh tịnh thì đó là thiện, đó là pháp thiện, thiện pháp. Còn nếu thấy mà nó rung động, ưa thích, thương ghét thì trong đấy đều là pháp bất thiện. Chứ mà đi trộm, đi cướp và đi đánh đập người ta, chửi rủa người ta thì cái đó nó quá rồi. Người tu hành ha, mà thấy mà ưa thích thì biết là mình đã bất thiện, đã hành cái pháp bất thiện. Thiện đây là thanh tịnh. Thế thì suy lại nguồn gốc của nguyên nhân của cái hôn trầm thủy miên là đại khái ngủ ạ, thì đó, thứ nhất đó là tà tinh tấn. Tinh tấn mà tà tinh tấn, ưa thích ngủ, ưa thích ăn, ưa thích giải đãi, ưa thích mát mẻ, nóng quá thì là kiếm chỗ mát mẻ. Cho nên hôm rày sư thấy có nhiều người ngủ gục ở trong lúc thiền, sư cũng đang đề nghị với anh Văn đó là từ bi hoan hỷ gắn thêm mấy cái gì mát mát á, phun nước ở trên nó mát cho người ta ngồi thiền cho nó mát. Tức là có cái quạt mà nó vẫn ngủ thì bây giờ cho nó phun sương. Anh nói có cái loại hay lắm, nó phun sương, phun giống như sương thì nó mát thì mát thì đấy. Để quý vị biết chi không? Ngủ luôn cho nó rồi. Chứ giờ nó ngủ nửa chừng nó thấy tội nghiệp quá à, cho nó ngủ luôn một giấc cho nó khỏe, thấy không? Tức là ta phun sương cho nó ngủ luôn, cho nó thoải mái. Rồi biết đâu nó tỉnh lại, nó giác ngộ làm sao? Chuyện đâu biết được. Đó là cái thứ nhất, tà tinh tấn tà, tức là những cái ác pháp thì nó lại ưa thích, mà cái tà thiện pháp thì nó lại giảm. Ngăn ngừa nó năm căn thì nó không ngăn ngừa, mà để cho phóng dật, ưa thích ăn, ưa thích bạch tán, ưa thích soi mói người này người kia. Giải đãi là nguyên nhân thứ nhì. Giải đãi thì quý vị biết rồi, tức là buông thả. Nói tôi mệt quá, tôi tối hôm qua lo nói chuyện bà Tám, rồi nói chuyện điện thoại với cô em ở Mỹ, là nữ ra tôi ngủ không được, thôi giờ sáng ra ngồi thiền kệ nó cho nó ngủ một tí đi. Cưỡng nó không được, thôi cứ gục. Ông sư cũng quay mặt lên trên Phật, chứ ông không quay mặt xuống dưới tôi đâu. Tôi cũng không có thấy được gục đâu, đừng cứ để cho nó gục, đừng có sao hết. Giải đãi. Mà giải đãi á, nó có cái trớn, các bất thiện pháp nó lạ lắm. Hễ mà thấm vào nó rồi á, là nó ghiền. Các bất thiện pháp, hễ mà thấm vào nó ghiền. Sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho ghiền. Dính tới nó rồi là nó ghiền tiếp. Nó muốn nhiều, mà muốn chất lượng tốt nữa. Muốn số lượng nhiều, chất lượng tốt. Tức là giống như xì ke đó, mà xì ke cái thuốc thuốc viện đó, mà nhẹ nhẹ nó không có thấm vậy đó, sau khi đã thấm nó rồi thì phải nặng đô hơn, nó là có chất lượng hơn và số lượng nhiều hơn. Thay vì một ngày hút thuốc một lần thì giờ nó phải hút 5 lần, tức là nó tăng số lượng lên. Cái giải đãi nó làm cho con người ta, nó là bất thiện pháp cho nên làm cho con người ta đã nghiền nó và tăng cường thêm. Thứ ba là lười biếng. Giải đãi nó đưa tới lười biếng hoặc là lười biếng đưa tới giải đãi, cả hai đều giống nhau. Nhưng mà lười biếng nó tức là mình thấy bây giờ mình không muốn làm gì hết, nói rồi thôi, ông sư ông nói chết rồi cũng buông hết, làm nó cũng buông hết, làm gì, mang cái trạng thái tâm tư như vậy tôi kệ nó, lười biếng là cái lười biếng là một bất thiện pháp cho nên nó làm cho mình ghiền đó, mình thích nó, mình ghiền nó, rồi mình say mê trong đó, đắm chìm trong đó, cho nên lười biếng. Rồi mình đổ thừa lý do này lý do kia, mà thực sự ra cái bản chất của nó là cái chỗ giải đãi lười biếng. Phải giải đãi lười biếng là tới thối thất, không muốn đi nữa, bơi thuyền nước ngược mà. Tu là bơi thuyền nước ngược, tức là phải năng nổ, hễ mà mình ngưng cái là nó trôi xuống dưới liền, nó thụt lui lại. Nhiều khi chúng ta hành trì 10 ngày mà rồi có chừng 2 ngày không hành trì, thế là nó quên hết rồi, nó mòn hết trơn. Bắt đầu trở lại cái bản chất bất thiện, nó lại tái sinh. Nóng giận, rồi sân si, rồi hờn giận đủ các thứ.
và nó dẫn tới là thiếu tập trung. Tập trung được, tại vì hôn trầm sao tập trung được, chỉ có tập trung cái đề mục ngủ thôi. Thế thì cũng có một lần đó, sư có người đệ tử ở bên Mã Lai, sư dạy nó thấy nó cứ ngủ hoài. Sư nói thôi giờ cho nó cái đề mục, nó nói đề mục gì mà con hết ngủ. Nó dễ ở đó. Đề mục thấy Diêm Vương, phải không? Thấy Diêm Vương ngồi trước mặt á, nó sợ quá. Thế thì từ cái chỗ tà tinh tấn, tức là tà kiến là dẫn tới thủy viên môn trầm, cái đó là cái chính. Cái tà kiến là gì? Chấp rằng thân có thật, chấp rằng là không thành trước, không thành sau. Và các pháp nó như vậy, cho nên là cũng không quan tâm. Để rồi á, các pháp bất thiện nó nảy sinh trong người. Một trong những cái pháp bất thiện đầu tiên là kiêu căng. À, có ngã thì nó kiêu căng. Kiêu căng có hai cách. Một đó là tôi hơn anh, hai là tôi kém anh, đều là trạng thái của kiêu căng nó phát sinh. Bực bội, thấy rằng á, anh giỏi quá mà tôi không giỏi được bằng anh, nó cũng là một trạng thái kiêu căng á. Nó có cái ngã nó mới so sánh. Thứ nhì là ghen tị. Ghen tị do tâm tham, tâm sân, tâm si nó kết hợp lại, nó có ghen tị. À, nam ghen nam, nữ ghen nữ ghen nhau, hơn thua đủ thứ, rồi mặn nhạt chua cay cũng là con chút xíu thôi. Làm được cũng làm được, ghen tị. Ghen tị tức là có cái ngã và có đối tượng. Tự ngã có đối tượng nó ăn sâu vào trong cái tâm não, cho nên nó nảy sinh ra hai đối tượng. Và có khi hai đối tượng lại nảy sinh ra cái đối tượng thứ ba nữa. Cái não nó hoạt động nhanh lắm. Keo kiệt. Keo kiệt là muốn giữ, muốn thủ, không có muốn buông cái gì đó. À, ăn cũng phải đem lên thấy cái món ngon đó là muốn cái đó của tôi ăn trước rồi. Keo kiệt, không muốn chia sẻ. Thời giờ cũng vậy. Ngay cả thời giờ, nó không có tốn kém gì hết, nhưng mà người ta cũng không thích chia sẻ thời giờ để chăm sóc cho nhau, hay là hỏi han nhau, hay là giải trừ những cái nghi ngờ, gút mắt. Người này hỏi người kia, thì nói, tôi ngồi thiền sao tôi ngủ hoài. Người khác nói, thôi đi tắm đi, rồi xong, chấm hết, không nói thêm nữa. Tức là nó keo kiệt, ghen tị đó, nó muốn nói đó. Keo kiệt cả thời gian. So đo tính toán, có hơn có thua. À, cho không cho ít cho nhiều, rồi nói chung ra là có sự tính toán. Cái quan trọng là hối hận. Hối hận tại sao hồi đó mình không biết mình đi tu sớm lúc mình còn trẻ, để bây giờ mình lớn tuổi rồi mắt nhắm mắt mở đi tu á, rớt lên rớt xuống, bước lên bước xuống. Hồi đó nếu trẻ đi tu chắc giờ này thành ni sư hay là ni trưởng hoặc hoạt tu này kia rồi. Giờ mình để mình đi tu thành thử mình cứ là cư sĩ ngồi dưới nghe người ta giảng ngoài. Hối hận. Còn điều cái hối hận quan trọng đó là tu kiểu này thì không biết kiếp sau nó ra con gì. Hối hận. Mà chính vì cái hối hận nó làm cho giả dối, buồn ngủ, mất đi sự tinh tấn. Tất cả đều do cái ngã, không nhận xét được rõ ràng cái ngã. Nếu thường hàng quán chiếu, ngã chỉ là tứ đại ngũ uẩn. Một, nó là cái thùng minh biết đi. Hai, nó là cái tử thi chưa ra nghĩa địa. Ba, nó là chỉ tập hợp của các uẩn. Bốn, nó chỉ là những sự rung động tương tác với nhau. Và khi quán chiếu rõ ràng được rồi, thì thấy lửa cháy trên đầu. Có lý nào mà lửa cháy trên đầu mà cứ để kệ nó cháy, để phủi cho nhanh nhưng mà nó cháy trên đầu. Đấy. Và từ cái chỗ mà có tà kiến thì nó sinh ra là phá giới và tăng các pháp bất thiện. Phá giới đây á, là phá giới nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Giới giúp cho mình thanh tịnh, nhưng mà ngược lại á, phá giới là mình ưa thích những cái chuyện không thanh tịnh. Ngủ nè, ngủ nhiều, ăn nhiều nè. Mà thực sự ra cái vấn đề hôn trầm á, nó chỉ dính líu thứ hai cái nè, ăn với ngủ á. Ăn nhiều thì nó buồn ngủ, đói quá làm sao ngủ nổi. Quý vị thử ngồi á, bữa nào nhịn đói đi, rồi lên ngồi thiền á,
ngủ nổi, đói quá cái bụng nó rung quá mà làm sao mà ngủ nổi. Tại mình ăn ngon, rồi mình lại ăn nhiều nữa. Và cái nguyên tắc đó là nó, cái bộ não nó cần năng lượng để nó sinh tồn. Mà khi chúng ta đó ăn nhiều thì lập tức các cái năng lượng nó theo máu nó phải nuôi cái bao tử. Bao tử nó bóp mà, để nó bóp thức ăn. Nó bóp thức ăn thành thử ra, thay vì nó đem cái năng lượng lên nuôi não, nay nó đem nó bóp thức ăn rồi thì cái não đâu còn đủ năng lượng. Bắt buộc cái não là thiếu năng lượng thì nó phải giả dựa, nó phải buồn ngủ thôi. Cho nên nếu cái bao tử mà nhiều quá thì là ngồi thiền dễ buồn ngủ. Còn nếu trong bao tử không có gì hết, bảo đảm ngồi thiền ngon lành, đói qua mà cách gì mà ngủ nổi. Quý vị bữa nào thử nhịn đói một ngày đó, rồi ngồi thiền suốt ngày, bảo đảm là sẽ thức tỉnh, là không có ngủ nổi. Nó thôi thúc mình mà. Và tất cả năng lượng nó tập trung lên não rồi, nó không còn xuống bao tử nữa. Thì đương nhiên là nó tập trung vào nó được. Nó chỉ vấn đề thân với tâm á, cũng như Đức Phật rầy ngài vua Ba Tư Nặc, đại vương nên cẩn thận trong vấn đề ăn uống sinh hoạt. Sáng ra ông ăn nhiều quá thì hình thử là ông vô nghe Phật giảng ngủ gục thôi, chuyện nó bình thường. Cho nên Phật thực sự ra Phật cũng là nhà y học bác sĩ luôn đó, mà đại tài nhìn cái biết ngay nó ăn uống làm sao nó nói đó. Cho nên nó thay đổi mà nó được lợi lạc. Từ cái chỗ mình quen thuần thục với cái pháp bất thiện ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, thì nó lại đưa tới cái vấn đề che mờ đi cái thức, cái sự nhận biết nhanh nhẹn của mình, cái tuệ giác của mình. Vẽ nó che mờ thì lập tức chúng ta lại rớt vào cái chỗ mất tỉnh giác. Mất tỉnh giác, mà mất tỉnh giác thì nó lại bồi dưỡng cho các cái pháp bất thiện, tiếp tục làm các pháp bất thiện nữa. Nó như cái vòng tròn nó bồi dưỡng với nhau, hai đứa tay chân trái chân mặt nó đi với nhau. Nguyên nhân chính của nó, kinh sách đó, thì Đức Phật sẽ chép rất rõ như kinh Trung Bộ 16, kinh Tương Ương 5-6. Sư phải ghi lên cũng có rồi, có nhiều vị gửi điện thư cho sư, nói sư nói hoài mà không thấy đúng chiếu kinh điển, kinh Phật mà không thấy nói đạo Phật mà không nói kinh Phật. Thì giờ sư nói đấy, đấy kinh Trung Bộ 16, kinh Tương Ương 5, phẩm số 6, rõ ràng. Trong đó nói nguyên nhân đó là ăn ngủ và cái tâm si, tâm sân, nhất là tâm si. Nó không sợ sinh tử, nó không sợ sinh tử, nó không sợ kiếp sau nó làm chó, làm mèo hay làm con gì hết á. Nó nói làm gì thì làm, tôi ngủ cái đã, không, nó không sợ. Chỉ khi nào sợ hãi thì nó mới tỉnh giấc được. Hãy nói một cái, nó giật mình, nó nói ngủ kiểu này kiếp sau làm rắn thì sao. Ta đang xinh đẹp như thế này mà kiếp sau làm rắn nó xấu xí như thế này, nó vẫy tùm lum rồi côn trùng nó rỉa nó ăn mà không làm gì được nó. Con rắn nó lạ lắm, nó có vảy nhưng mà nó rất sợ côn trùng nhỏ nhỏ nhỏ, nó chui vào trong cái vảy đó rồi không làm gì được nó. Rắn thấy hùng dữ lắm, nuốt con này con kia đi tấn công con nai rồi cắn người ta, làm cuốn con này con kia chết đủ các thứ, nhưng mà không làm gì được cái con kiến đó. Con kiến nó chui vào trong cái vảy rồi nó đục ở trong cái thân của con rắn, của con rắn chịu thua, không làm gì được nó. Nhỏ xíu mà làm gì nó, tìm ra nó còn trong cái vảy luôn. Cho nên nguyên nhân chính của nó là cái thân và cái tâm. Nếu thân tâm mà nó thơ thới thì nó không có bị hôn trầm. Thân thì do ăn với ngủ thôi chứ chẳng có gì hết á, ăn vừa vừa thôi. Nếu muốn ngồi thiền ăn vừa vừa thôi, thay vì mình ăn 3 chén cơm giờ ăn 2 thôi, thì là nó bớt cái hoạt động của cái thân, thì nó sẽ không có làm cho buồn ngủ dạ dày. Hoặc là ăn những thức ăn tránh khó tiêu, chẳng hạn như dầu, chiên dầu, xào này kia đó, các cái năng lượng nó phải đem xuống bao tử để nó làm việc, thì nó sẽ là không có năng lượng để nuôi cái não, cho nên giả dự buồn ngủ. Đó là về vật lý đó. Ngủ cũng vậy, huân tập cho nó quen. Nếu mà chưa ngủ được, nhất định không nằm, ngồi thiền. Tới chừng nào nó mệt quá, nó buồn ngủ, lăn đùng là ngủ vậy thôi. Còn bây giờ nó mình cứ nằm đó rồi mình suy nghĩ rồi tưởng tượng, nó càng thêm rối nữa, năng lượng nó nạp đi chỗ khác, rồi là tập thêm một cái quán tính là tà kiến, tà tinh tấn,
tả tinh thần là cứ nằm đó rồi sẽ nghĩ tập bậy à, thay vì nghĩ là chết cái thùng phân không có nghĩ không biết giờ con mình ở nhà nấu sữa chưa, chồng mình có ai nấu cơm chưa, không biết giờ này ông ngủ không thức, rồi cái nó tạo như những sự rung động trong cơ thể, phản ứng là những sự rung động và tham ái, cái ngã nó càng phát sinh, rồi sáng ra không có thức dậy được, nó mệt mỏi tại đêm thức khuya quá. Cho nên cái nguyên tắc là nằm xuống trong 5 phút mà không ngủ, ngồi dậy, ngồi thiền. Chừng nào nó mệt mỏi, nằm xuống ngủ luôn cũng sao đấy. Rất là lợi lạc. Và nhiều khi thiền mà sâu đó, kinh nghiệm của sư biết cứ 1 tiếng đồng hồ mà ngồi thiền nó bằng 3-4 tiếng đồng hồ ngủ. Nó khỏe phát lắm, rất là tỉnh táo. Thế thì cái thân đó, do ăn với ngủ thôi, thì mình phải điều tiết được. Còn cái tâm á, chính là do cái say si, cái sân trong đời sống hàng ngày bất mãn với những công việc mà mình đang làm, hay là không vừa ý với công việc mình đang làm, hay là không vừa ý với những điều mình đang sống. Mà nó đáng lẽ đôi tu giờ này rồi mình có hào quang rồi, mình tu mấy khóa rồi, 10 khóa rồi, nó chưa có hào quang, tức tối bực bội. Nó ngấm ngầm thôi, nó không có thể hiện ra đâu, nó chút, tức là mình không hài lòng với những gì mình đang làm. Mình đổ thừa đủ thứ hết rồi, nó là đổ thừa tại ông xã tôi không cho tôi đi tu, đổ thừa tại mẹ tôi không cho tôi đi chùa, hay là tôi thế này thế kia, tức là có mọi lý do để đổ thừa thay vì lý do chính là mình. Mình không nhận ra lý do chính là mình mà mình cứ đổ thừa này kia, rồi tạo nên cái thế gọi là bất mãn với chính mình, không hài lòng với chính mình, mà rớt vào trong tứ diệu đế này, cầu bất đắc khổ. Càng khổ thì nó lại càng vô trầm. Tâm đó tâm sân mà, sân dẫn tới si mê. Và tất cả đó nó chỉ có tà kiến, tà tinh tấn thôi. Càng ngày càng tinh tấn sai, các bất thiện pháp thì lại càng tăng trưởng. Tại nó dễ quá, như cỏ nó mọc, nó tự động nó mọc. Tà kiến thì lúc nào cũng thấy có tôi mà. Chén rửa hay là cơm ăn nấu rồi, tôi nấu kiểu này, tôi ăn kiểu kia, tất cả đều là có cái tôi lo. Thì quý vị có thể đối chiếu với kinh Trung Bộ 16 hoặc kinh Tương Ương 5, phẩm 6. Đấy là nguyên nhân chính, còn rất nhiều nguyên nhân nữa. Ham chơi, ham vui, đủ mọi thứ, nhưng mà đại khái nó cũng nằm trong này. Ham chơi, ham vui này kia thì cũng là ở trong cái ăn, cái ngủ thôi, điều độ. Và nếu cứ tiếp tục thâu thúc 5 căn, thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ tới cái giai đoạn giống như Đức Phật nói hai cái cây cùi khô á, mà cứ mài với nó, mài riết rồi nó cũng sẽ bật ra lửa. Có điều sớm hay muộn, nếu mình tay mình yếu đó, mình chà nó không có mạnh. Còn chẳng hạn như anh võ, anh có tay anh mạnh, chà cái là nó bật ra lửa liền. Còn người khác đó thì nó chà hoài không được. Chẳng hạn như cô Khoa, cô cũng chà lấy hai cái cây củi của chà, nhưng mà cô cứ hồi hộp chà sơ, mình giữ quả hai nó không chịu chạy. Đó là tùy cái nỗ lực của mình thôi. Nhiệt tâm tinh cần, Phật dạy rất rõ trong kinh Tứ Niệm Xứ. Nhiệt tâm tinh cần, tỉnh giác là ba điều kiện. Nhiệt tâm tức là lửa nóng, lúc nào cũng sợ sanh tử, lúc nào cũng sợ là mình làm chó làm mèo, phải sợ hãi nó tới mức cùng cực như vậy. Sợ là kiếp này vợ chồng kiếp sau mày mẹ con sợ tới như lửa cháy trên đầu, lửa nó đang cháy trên đầu, phủi đi không kịp. Phải sợ như vậy thì mới có thức tỉnh, mới có thể tu được. Còn nếu mà mình giải đãi rồi, không có những cái cảm giác đó, không có thường hằng những suy nghĩ tới tư duy như vậy, thì nó gọi là tà tư duy. Mà tà tư duy thì dẫn tới cái tà tinh tấn, tức là tiếp tục đi theo con đường giải đãi phóng dật. Nó có cái nguyên lý của nó thôi. Thế thì bây giờ cách trị của nó làm sao? Thứ nhất, ăn ngủ cẩn thận. Ăn ngủ cẩn thận, mình phải điều độ trong cái giờ giấc ăn ngủ của mình. Lúc đầu thì phải vậy thôi, lúc sau tự động nó vào khuôn khổ. Ăn cái gì, đồ chiên, đồ xào, thấy ngon, bớt đi. Tại vì những thứ đó nó làm cho cái bao tử mình vận động nhiều, thì cái máu nó không đem lên, nó nuôi não. Cái vật lý thì rõ ràng, khoa học rất là logic, không có cái gì mà gọi là rườm rà ghê gớm lắm. Thứ nhì là ta phải có chánh kiến, biết cái cách đi như vậy, thấy rất rõ nó là như vậy. Khi buồn ngủ thì biết rằng ở cái thân này nó buồn ngủ. Rồi bây giờ hỏi chứ,
À, hỏi cái thân, ê, đừng ngủ. Nó có nghe lời mình không? Không, tức là vô ngã. À, phải ngộ là cái điều đấy. Ta không làm gì được nó, mặc dù ta cứ tưởng nó là của ta. Không, cái thân này mà ta cứ tưởng nó là của ta, mà bây giờ ta bảo nó đừng ngủ, nó cũng ngủ. Để cho mình nó thức tỉnh một cái điều chân lý là vô ngã. Ta không có cái gì của ta hết. Cho nên ở đời này nếu có gì buồn phiền đừng có làm cho mình buồn phiền được. Tại vì cái thân còn không phải của ta, ta nói nó không nghe mà bảo nó đừng ngủ nó cũng ngủ. Thì hà muốn gì bạn trai, bạn gái, chồng, vợ, rồi con cái, rồi cháu trách, rồi cha mẹ ở nhà. Nói tại sao con nói cái thằng con nó không nghe. Sư ơi, sư khuyên đó, bà mẹ mà khuyên được, sư làm gì khuyên nổi nó. Phải không? Nhưng mà cứ nói sư đi khuyên nó đi, còn nó con nói nó không nghe. Cái thân mình còn không làm chủ được, làm sao mình làm chủ con mình nữa. Đó. Nói vậy thôi. Cũng như sư nói với chú Huy, sư nói lo đi ngủ đi. Chú không chịu, chú nói lấy cái điện thoại ra rồi chú chơi game làm gì nhau. Dòm nó thấy biết vậy thôi, nói gì nó. Thấy không? Nó thích vậy. Nó thích tà tư duy, tà tinh tấn. Con đường nó sẽ thành ra tà kiếp. Giờ nói gì? Đâu có làm gì được, cái thân mình còn làm được. Tới chừng mà buồn ngủ qua sư cũng mình ngủ chứ sư làm gì khác hơn. Mình biết rất rõ, tức là mình có chánh kiến biết rất rõ nó là như vậy, cho nên không cưỡng cầu, không ép nó. Tại nếu ép nó sẽ tiếp tục nó hành mình. Khi mình buồn ngủ thì cứ để cho nó ngủ, đừng có nói có người dòm nha, có máy camera nha, rồi cố gắng thì con mắt nó mở trừng trừng, nó ngủ trong bụng nó nào biết. Và cái hiện tượng mà lái xe mà buồn ngủ, quý vị không biết nè, biết không, chư sư cũng đã có kinh nghiệm rồi. Con mắt nó mở trừng trừng á, mà nó ngủ nào không biết á. Tê cái rầm nó phi lúc đó. Tới chừng nó đụng cái rầm cái mới biết là muộn rồi. Lái xe hơi đó, lái xe ô tô. Hả? Không, nó mở mắt trừng trừng. Nó mở mắt này nè, nhưng mà nó ngủ trong bụng nào không biết á. Ngủ mất tiêu à. Tới chừng giật mình á, là thấy nghe cái rầm rồi. Đó, xe nó lật mấy vòng rồi. Nói vậy đó. Cho nên cái hiện tượng đó là gì? Tại vì mình không có biết sợ. Nếu mình biết sợ sinh tử thì nó khác. Rồi mình ăn uống nữa, điều độ trong cuộc sống hàng ngày. Nó không phải một bữa đâu. Nó một bữa ăn chưa chắc đã làm mình buồn ngủ. Mình nhiều bữa ăn như vậy, đều ưa thích ăn ngon, ăn nhiều, thỏa thích trong cái đấy. Thì đương nhiên là cái bao tử nó quen, nó tự động nó đem máu xuống, nó nuôi cái bao tử để bao tử bóp. Thì làm sao còn máu mà nuôi cái não nữa, cho nên dễ buồn ngủ. Cái thứ nhì nữa là chưa biết sợ sinh tử. Nói rằng ôi thôi, còn ông xã ông cưng, còn con, rồi còn nhà, còn tiền, còn đủ thứ, còn đất, còn đai. Đâu có biết cái lúc nào mình chết rồi cái xác này nó dục xuống, nó đốt, nó thiêu, hoặc nó dục xuống, côn trùng nó rỉa ra, rồi thịt nó rớt ra từng miếng. Nếu mặt mình đẹp, rồi mà tới chừng nó rớt xuống từng miếng, rồi nó còn có xương không? Vào thời Đức Thế Tôn có một ông đó, ông lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi, ông mới xuất gia. Thì vào trong tăng đoàn đó, ai cũng nói ông già rồi vẫn tu cái gì, còn có mấy ngày nữa ông chết mà ông tu cái gì nổi, người ta trẻ người ta tu. Ông buồn quá, ông học cái gì cũng chậm, tại lúc trẻ thì cái đầu óc nó dễ, bây giờ lớn tuổi khó. Cho nên ông chán đời, ông đi vào dòng sông đó, ông nhảy xuống tính tự tử. Ngài Xá Lợi Phất đó, là giáo thọ, sư Đức Phật giao cho cái trách nhiệm là Ngài hướng dẫn tăng chúng tu. Thấy ông đang ngồi thiền, thấy ông muốn nhảy xuống cái hết hồn, bay lại, chụp cái lưng ông cái, đem về. Không có cho nhảy xuống dưới sông nữa mà kéo lên trên bờ. Nói nhà ngươi có điên không? Nói con tu khó quá này kia Đức. Cái Ngài Xá Lợi Phất mới nói thôi được rồi, đi theo ta. Đi ngang một cái chỗ đó, có một cái xác chết mà có con dòi to trắng thật đẹp đó. Nó cứ bò hết cái lỗ mắt này sang cái lỗ mắt kia, nó đi qua đi lại hoài. Rồi đi lên trên cung trời xem, thấy tiên nữ múa này kia, rồi cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất. Thế thì rất hoan hỷ đi về, rồi ông khởi chính tâm, ông biết là tu sẽ được như thế, sẽ được sanh thiên, sẽ được giải thoát, rồi này kia cho đi thấy đàng hoàng, chứ không có nói lý thuyết nữa. Tại nó lý thuyết nó không tin. Cũng như giờ nói kiếp sau là mà con rắn nó đâu có tin đâu, nó ngủ ngủ với rắn này, rắn chứ có thấy đâu, không tin.
Cho nên đó là cái vị đó được Ngài Xá Lợi Phất cho thấy luôn, dẫn đi tới ở cảnh giới nó như thế này nè, tu được như thế này nè, không tu được làm rắn nè, thế này nên được thấy hết. Rồi về đó, vị đó mới hỏi đứa Ngài Xá Lợi Phất, bạch tôn giả, có điều con không hiểu là tại sao cái xác chết đó có một con dòi nó to bằng cái ngón tay cái, dòi rất đẹp, trắng nõn. Nó cứ bò ở trong cái lỗ mắt này, đi sang lỗ mắt kia, bò qua bò lại hoài. Ngài Xá Lợi Phất mới nói, mới khai thị, này chư hiền giả, cái con dòi chính thật là cái xác chết của cái người ấy lúc còn sống. Lúc còn sống cô ta là một người mỹ nữ rất là đẹp, đẹp hơn hoa hậu. Giờ có những người ao ước làm hoa hậu là còn thua đó, phải ước làm thiên nữ này kia nó mới đẹp chứ mình hoa hậu còn thua. Thiên nữ đẹp hơn, quý vị không tin phải không? Ráng tu đi rồi nhập thất nhiều nhiều sẽ là được lên cõi trời, thấy được thiên nữ. Thấy được thiên nữ rồi thì sẽ bỏ ngay cái ước vọng làm hoa hậu, tại hoa hậu còn xấu lắm. Hoa hậu như con khỉ già, ở trong kinh nó chép hoa hậu như con khỉ già. Ngài A Nan Đức Thế Tôn dẫn đi gặp con khỉ già, rồi gặp thiên nữ, rồi cái về hỏi chứ giờ thấy thiên nữ làm sao, so sánh thiên nữ với cái cô vợ mà ông cứ tơ tưởng ông chưa cưới được, ông mới hứa hẹn thôi ông chưa cưới được rồi ông đi theo ta đi tu, ông cạo đầu ông đi tu mà ông nhớ cái người đẹp đó hoài, bây giờ ông thấy cái người đẹp của ông với thiên nữ làm sao, thì ngài Ananda mới nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con mới hiểu, con so sánh mà cái người yêu của con mà con thấy đẹp tuyệt trần á, mà so sánh với thiên nữ thì giống như con khỉ già, nó ngồi nó chờ chết, nó rụt lông hết trơn, nó già rồi nó rụt lông hết, nó không còn cái gì hết. Đấy, thì cho khi nào mình thấy được rõ ràng như vậy thì mình mới sợ, mình mới tu, còn nếu không có mình tu được. Thế thì cái ngày vị tôn giả mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, cái con dòi đó ở đâu, nguyên do làm sao? Thì ngài nói nó chính là cái người khí nữ đẹp, nhưng mà lúc sống mê hai cặp mắt của mình, lúc nào cũng soi gương hai cặp mắt, rồi là hoa này cái kia, rồi có lông mày lông mi đủ các thứ, không biết hồi đó người ta có kéo lông mi người ta nhét thêm cho nó dài dài giống như bây giờ đó, thấy mấy cô cắm thêm cái lông mi dám rồi đó, rồi có nhiều khi là nó rớt vô trong mắt máu nó chảy tùm lum hết, dán cái lông mi cho nó dài đó cho nó đẹp. Thế thì cô mỹ nữ đó cô rất thích cặp mắt, và khi chết đó, lập tức đó, đầu thai làm cái con dòi, bò trong cái lỗ này sang cái lỗ kia, hai cái lỗ mắt nó cứ bò qua bò lại, thì nó còn ái nhiễm nơi cặp mắt. Điều đó nói cho chúng ta học được bài học gì, chúng ta ưa cái gì chúng ta sẽ làm cái đấy thôi. Ưa thích cặp mắt thì sẽ sanh ra con dòi để mà đi bò từ cặp mắt này sang cặp mắt kia. Rồi bây giờ ưa buồn ngủ thì nó cũng có cái nhân quả của nó. Nó là cái gì chưa biết, tới chừng nào nó là rồi mới biết, phải không? Bây giờ nó chưa là, bây giờ nó cứ ngủ cái đã, còn tới chừng đó, nó sanh ra là cái gì thì mới biết, chưa chắc rằng là nó là con dòi hay là cái gì đâu. Nhiều khi nó là cái gì đẹp hơn thiên nữ không chừng, ngủ nhiều thành thiên nữ. Đâu có thấy đâu, thành nữ không có sợ. Nếu mà không thấy tức là không có chánh kiến, tức là không rõ ràng, không biết là nhân quả nó như thế. Mà nếu không có chánh kiến tại sao như vậy, là tại vì không có chánh tư duy, hàng ngày không có suy tư, lúc rảnh á chỉ suy nghĩ thấy ở giờ pha cái gì uống cho nó ngon, nấu cái gì ăn cho nó ngon, hay là làm bánh xèo cho nó ngon, chứ còn không có nghĩ tới là khi chết rồi đó cái xác này nó sẽ ra sao, cái hồn này sẽ ra sao. Rồi nhiều lúc rảnh rỗi thì nó không biết con mình như thế nào, rồi cửa nhà đóng chưa, chứ có bao giờ nghĩ là mình là phải tu cái pháp môn nào để rồi mình giải thoát, mình ra khỏi sinh tử, ra khỏi cái kiếp con tâm. Nó kinh chép thì rất nhiều, cũng nhiều thì thành ra, nhưng mà kinh chép thì mình có đã là rắn đâu, mình đâu có sợ, phải không? Nên hai cái cảm giác nó khác nhau. Tư duy không đúng, tức là không sợ sinh tử, không sợ nhân quả, và không sợ là ở thời gian nó chờ mình. Nói tôi còn trẻ mà năm nay tôi mới có 50, người ta thường thường ta sống tới 90, tôi còn 40 năm nữa để hưởng thụ 40 năm cuộc đời, anh ơi 40 năm cuộc đời vậy đó, nghe cái bài hát đó phải không? Anh ơi 40 năm cuộc đời cứ vui đi, cho nên nó chưa có sợ lửa cháy trên đầu, chưa có sợ là ngày
ngày mai đây á, Diêm Vương nó tới là mình đi không biết đi ngã nào, minh mang mang không sợ. Cho nên nó vẫn còn đó. Nói thì miệng nói là con sợ lắm, nhưng mà thực sự cái tâm nó chịu sợ. Cái tâm sợ nó quan trọng, tâm phải sợ thấy rất rõ, tức là phải có tư duy hàng ngày hàng giờ để phải tư duy rốt ráo. Tư duy rằng là Phật dạy như thế, con phải làm sao để con theo Phật cho kịp, cho những lời đúng những lời Phật dạy. Còn hàng ngày thử, quý vị thử tưởng được có lúc nào quý vị tư duy như vậy không? Hay là chút xíu nữa đây rồi chén rồi là úp lên như thế nào? Rồi là xà bông còn hay hết? Rồi là bánh xèo ngày mai tính là bánh làm bánh xèo làm như thế nào? Mua bột ở đâu? Tức là tư duy những cái chuyện không dính líu gì cái chuyện quan trọng nhất trong đời là chuyện sanh tử ưu bi khổ não luân hồi. Mà chỉ tư duy những cái gì mà nó theo thói quen, ăn cái gì, ngủ ở đâu, rồi là mấy giờ lên ngồi thiền, rồi bài học như thế nào, rồi không biết là có thi không nữa, kỳ này không có trong khóa nhưng mà không biết vui có thi không nữa. Nó đại khái đủ mọi thứ, thương ghét buồn vui nó chỉ là những sự cảm xúc, nhưng mà hàng ngày đều vướng vào nó nhiều hơn là cái tư duy. Tư duy chánh tư duy là gì? Thấy rất rõ sanh tử là mặt khổ, phải thấy nó khổ thì mới tu nổi, còn nếu chưa thấy nó khổ không tu nổi đâu. Còn thảnh thơi mà năm nay mới có 50 ráng mà 90 mới chết, còn 40 năm nữa để yêu thương cuộc đời thôi, phải không? Khoa hồ chắc còn 60 năm nữa mình mới sợ. Như tâm không nhông tự tại mà hễ mà tư chánh tư duy về sanh tử không có thì đương nhiên đó là tinh tấn sẽ sai là tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là các việc thiện chưa làm thì phải làm, các việc thiện đã làm thì phải tăng trưởng. Thế các việc thiện đó là gì? Các việc thiện nó Phật dạy rất rõ, những cái pháp làm cho mình tăng trưởng trên con đường tu học, thí dụ phóng sanh, bố thí, trì giới, rồi kham nhẫn, rồi là siêng năng, thiện tuệ, buông bỏ tham sân si, làm tất cả những cái pháp mà Đức Phật dạy. Nhưng mà bố thí không có nghĩa là lấy tiền mình đem cho, bố thí là buông bớt đi, buông bớt đi, buông bớt đi, cái gì phiền não buông bớt đi gọi là bố thí. Con mắt nhìn á, thấy nó khó chịu quá thì buông nó xuống. Mình đi ngang chỗ đó nghe hai chị bạn của mình nói xấu mình, cái mình thấy khó chịu quá, buông rồi xuống. Nhiều khi nghe không rõ hay thấy không rõ nó cũng là có nguyên do. Sư có giảng nhiều lần với quý vị trường hợp của Ngài Khổng Tử. Ngài Khổng Tử với nồi cơm nhanh hồi, nhìn thấy sờ sờ trước mắt còn chưa hiểu rõ, nó thấy nó nhấp, nghe cái cách người ta tưởng là nó thấy nó cầm cái đũa cả, nó vớt gạo nó cơm nó ăn, rồi nó đại đệ tử của ta mà nó đi ăn vụng, đâu có biết là bột hóng ở trên trần nó rớt xuống. Rồi cái bột hóng rớt xuống thì nó thấy tội nghiệp, bây giờ nó phải gạt đi, mà nếu vứt đi thì là uổng, cho nên nó ăn cơm mà có dính bột hóng để nhường cơm sạch lại cho thầy với cho huynh đệ. Mà Ngài Khổng Tử ngồi võng ở đằng trước và cách nó có mấy thước, nhìn là cứ tưởng nó là anh vụng, rồi than trời nói đạo không được vứt đi, nhìn lầm mà. Tới chừng khi mà nó lên nó thưa rồi cái mới than trời nói xém chút xíu nữa ta nghi oan cho đệ tử. Thật sự ra nó là ăn cơm dơ để nhường cơm sạch lại cho sư phụ và các huynh đệ, mà xém chút nữa ta nghi ngờ. Cho nên Đức Khổng Ngài Khổng Tử mới nói việc sờ sờ thấy trước mắt còn chưa hiểu rõ. Cho nên nhiều lúc chúng ta nghe rồi chúng ta thấy thì chưa chắc đã đúng. Anh chị em ở đây họ ưu tư họ nói cái này cái kia, nhưng mà chưa chắc đã nói theo cái kiểu mà mình nghĩ. Mình nghĩ là hai người đã nói vậy chắc là nói xấu tôi. Thật sự nó có nói xấu mình đâu, cứ nghĩ vậy. Tu học với nhau thì nó phải có cái chánh tư duy, và không có chánh tư duy về sự sanh tử thì nó đâu có chánh tấn tà tinh tấn. Tất cả đều ở trong cái tương ương bộ 22 có ghi rất rõ. Và một điều quan trọng là khuấy động nghị lực, không bao giờ để cho nghị lực nó đứng yên, tức là hâm nóng, lúc nào cũng phải hâm nóng. Thí dụ mình buồn ngủ quá, đứng dậy, đi, kinh hành. Kinh hành xong rồi nó mệt mỏi, ngồi xuống, ngồi thiền. Không bao giờ chấp nhận là cứ ngồi thiền đó, rồi để cho nó buồn ngủ rồi nó ngủ luôn, không chấp nhận. Và phải có biết sợ sanh tử. Sợ rằng kiếp này á, mẹ mẹ, con, kiếp sau vợ, chồng, sợ rằng á, là kiếp này á, làm thân người, kiếp sau làm thân rắn, làm cái gì đó chưa biết con chuột, con gián.
làm thanh tấn còn đỡ dơi, nó làm con sâu róm á. Quý vị thấy con sâu róm không? Có ai thấy con sâu róm không? Sư mới thấy con sâu róm mấy bữa trước nè, bò xong mình thấy cái lông nó cũng đẹp ghê. Hả? À, nó đẹp. Hả? À, nó đẹp lắm ha. Là có người nào ao ước một sâu róm chưa? Khởi ưa thích là sẽ thành. Khởi ưa thích nơi mắt thấy nó mà ưa thích là sẽ thành đấy, chứ không phải là đợi đấy. À, tôi ước gì tôi làm con sâu róm cũng cần. Khởi ưa thích là có rung động, à, là ái là sẽ thành đấy. Cho nên phải sám hối ngay nơi mắt. Sám hối nơi mắt là đã nhìn, đã rung, đã ưa thích, sám hối liền buông cái xuống, còn không có nó sẽ thành con sâu róm. Nói về tôi chứ đừng có sợ hãi quá, sợ hãi quá rồi chiều đến ngồi thiền nữa lại ngủ cục nữa. Lánh xa các ác pháp, à, chẳng hạn như là iPad, iPhone, âm nhạc, những cái gì mình ưa thích là lánh xa bớt đi. Mình chú tâm vào cái sự giải thoát, à, không có xem những cái gì nó gây cho mình những cái sự giải đãi. Kể cả ở trong bản nhạc của Phật cũng vậy, nhạc đạo Phật nó có nhiều cái nó cũng làm ru ngủ người ta, nghe cái buồn ngủ. Nhạc thì chứ không phải dẫn chơi đâu, nghe cái buồn ngủ. Và cố gắng tăng các thiện pháp, tăng thiện pháp tức là tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, bớt ăn bớt ngủ, thấy sự sinh tử là hệ trọng thì mình mới tu được. Hồi sáng ngày xưa có nói tới vấn đề kham nhẫn nó rất quan trọng. Tại vì kham nhẫn nên sẽ đưa tới cái mức gọi là dung chứa. Ở trong chân không nó dung chứa được hết. Những cái điều dai, điều dở, điều bất tịnh, điều tịnh, điều hôi thối. Chân không nó đều chứa hết, nó không có từ chối cái gì hết. Cho nên sự kham nhẫn từ từ sẽ đưa tới cái hạnh bao dung, cái hạnh dung chứa. Và tâm người tu phải như vậy. Phật dạy là phải có kham nhẫn, phải có sự dung chứa. Và khi mình tha thứ được mình mới dung chứa được, mà không dung chứa được thì mới tha thứ được. Và cứ như vậy hai cái nó thay, nó luân phiên với nhau, nó tác động. Mà tha thứ là gì? Đừng có nói là tôi ngon lành, tôi tha thứ cho nó, không có đâu. Tha thứ tức là buông đó. Buông cái chấp, thế thôi. Buông xuống là tha thứ. Tha thứ cho ai? Tha thứ cho mình chứ, tha thứ cho ai đâu. Tại vì tất cả những gì, hình ảnh, những sự rung động đều là từ nơi não của mình, mà mình chịu cái sự rung động đó, mình làm nô lệ cho nó, cho nên mình đau khổ. Nay mình tha thứ, tức là mình chính là mình tha thứ cho mình. Đó. Cho nên nói hôn trầm, hôn trầm thụy miên hay là trào cử hối hận này kia thì đại khái đâu chỉ là những cái trạng thái thanh của tâm. Nếu mình hàng ngày đều quán chiếu rất rõ, nhận biết nó rất rõ thì nó cũng chẳng làm gì được mình. Chẳng qua mình không có nhận biết nó rõ, cho nên mình để cho cái thân nó làm chủ mình. Ăn nhiều rồi là dầu mỡ ngon thỏa thích trong cái ăn thì đương nhiên là cái bao tử nó làm việc nhiều thì nó không có đủ năng lượng nuôi cái não, cho nên nó là tạo ra cái hiện tượng buồn ngủ. Và cái buồn ngủ này đó nó còn nguy hiểm hơn là người yêu nữa. Tại vì người yêu thì cũng có lúc phải xa nhau, đi ăn đi ngủ hay đi đâu cũng không xa nhau, hay đi chơi đó, rồi xa nhau chứ chưa hẳn là ở chung với nhau. Vợ chồng cũng vậy, không có lúc để chồng ở nhà rồi đi tu, nó cũng không có gần gũi nhau. Chứ cái thứ này nó đi theo sát. Nó ghê lắm, sát bên này. Lúc nào nó cũng đi theo, cho nên phải tỉnh giác. Và cái quan trọng cũng vẫn là tạo thêm cái nghị lực, đừng có đầu hàng nó. Nhiệt tâm. Mà muốn có nhiệt tâm thì phải biết sợ sanh tử, sợ cái nhân quả ở trong sanh tử. Thấy nó đau khổ mà mình không làm gì được, chỉ cố gắng chèo thuyền đi nước ngược, buông cái là nó trôi ngược rồi, cho nên phải cố gắng chèo. Đề cao cảnh giác, đừng có nuông chiều cái cảm xúc của mình. Nỗ lực, nỗ lực.
Thí dụ như chiều mà ngồi thiền nó nóng quá mình buồn ngủ, thì cái cảnh giác mà nếu buồn ngủ thì đứng dậy, không chấp nhận cho nó ngủ, đứng dậy đi. Mà trong lúc đi mà nó vẫn còn buồn ngủ nữa thì mình biết là hồi trưa này mình ăn quá ngon, quá nhiều cho nên nó mới khiến vậy. Còn nếu hồi trưa này mà không có cái miếng gì trong bụng thì tay chân nó run hết chứ làm sao nó ngủ nổi. Nó run theo được nhạc của cảnh thất bà, nó làm sao mà ngủ nổi. Rồi quý vị có câu hỏi gì không? Tại vì nhiều người thắc mắc, nó hôn trầm. Đúng là cái bài này nó là thuộc loại sơ cấp, nhưng mà thôi. Rồi, hỏi. Chưa có hỏi em. Dân Phật có hỏi. Khi mình ngồi thiền á, thì trong quá trình mình sự thiền hôn trầm, thì khi mà con hay quán xét như là khi mình ngủ quên và mình giật mình thì mình chỉ nhận biết thôi. Để em chỉ cần nhận biết là mình đã ngủ. Chỉ cần nhận biết là mình đã ngủ và mình vừa mới thức tỉnh, mình vừa mới giật mình tỉnh. Nhận biết nó ngay từ lúc đó, đừng để sai. Đừng có để là thức tỉnh một hồi rồi mới nhận biết là hồi nãy tôi ngủ. Dạ. Nhận biết liền, tôi đã ngủ và tôi vừa mới thức dậy. Thì như con hay áp dụng là khi mà quá trình mình giật mình ngủ á, thì con hay quán xét là như là mình bị ma dụ ngủ, thì giống như tỉnh đi sớm. Không có con ma nào nó dụ đâu. Con ma mình á, ma mình nó dụ mình ngủ thôi. Con ma là gì? Con ma ăn mà ngủ á. Ăn ngon quá mà làm sao mà cưỡng lại được. Bánh xèo ăn một cái đâu có chịu ăn hai cái, ba cái thì đương nhiên là mình ngủ rồi. Chiên xào dầu mỡ rồi lại ăn nhiều nữa là ngon nữa, thỏa thích cái cảm giác thỏa thích ở nơi miệng nó quan trọng lắm quý vị. Nếu quý vị mà quán chiếu quý vị sẽ thấy nó đi toàn thân, nó rung động á, ăn một cái miệng á mà nó rung động toàn thân nó thỏa thích lắm. Mà khi nó rung động toàn thân rồi á, nó giống như người ru ngủ á, nó ru cái thân toàn thân đều muốn ngủ, ăn ngon quá nó ru. Cho nên khi vừa ăn xong rồi cái mà leo lên cái võng là nó đi tốt lốt luôn. Nó tại vì nó ru mà. Cái cảm giác mà sung sướng, cái cảm giác mà ăn mà ngon nó làm cho thích thú. Và cảm giác thích thú nó đi hết toàn thân. Chứ không phải nó chỉ nó ở cái miệng đâu. Không có. Cảm giác nó đưa tới cảm thọ. Mà nếu người quán chiếu nhận xét biết được ngưng thì thôi. Đúng rồi. Ý sao quán được, nó dẫn đầu nó nhảy ra rồi nha. Mình chỉ biết mình nhận biết là nó đã nhảy ra. Mình nhận biết là nó đã nhảy ra, thí dụ mình muốn làm gì đó. Nếu mà mình tu thuần thục á, thì mình tắt ý trước mình mới làm. Con mắt thấy, tắt ý liền. Thì cái tay bắp thịt á, nó mới điều khiển cái tay, mới giơ lên, cầm cái này, cầm cái kia. Hay là gấp cái này, gấp cái kia. Nhưng mà đó, nếu mà mình không tu thuần thục đó, thì lập tức mắt vừa mới nhìn thấy là tự động đó, nó cái tay nó phản xạ, nó gấp liền. Tại cái món đó mình đã ăn rồi mà không ngon quá, mà nó lại ít nữa. Nhìn cái đĩa có chút xíu là nếu mình gấp trước đó là coi như không được ăn. Cái trạng thái nó như vậy đấy. Nó kinh khủng lắm, nó rất là vi tế. Khi quý vị mà lúc nào quý vị tu rồi đó, quý vị ngưng một chút xíu quý vị nhận ra nó này. Còn nếu mà không có tỉnh giác mà không nhận ra. Có nhiều sư tu 30-40 năm cũng vẫn bị vướng như thường. Nhưng mà các sư thì có cái giới luật, thành thử ra vướng cái là biết liền, sám hối liền. Chứ còn nhiều khi quý vị không quen đó, nó cứ trôi biết này. Chứ còn cái đó nó rất khó lắm, nó cám dỗ mà. Vậy là như vậy, nó nói cho vậy là có phải là vô thức không? Cái gì? Cái sự mà tự động mình tới rồi mình thấy giờ có tự động mình làm thì đó là cái vô thức không? Vô thức. Tức là cái thân cũ nó điều khiển mình chứ không phải mình tác ý. Mình tác ý thì mình biết là lấy bao nhiêu cái, ăn bao nhiêu. Còn nếu mà để cho nhận biết một vô thức thì nó thỏa thích. Thỏa thích có nghĩa là lấy nhiều mà lấy cái đồ ngon, không phải là ngon theo quần chúng đâu, ngon theo mắt của mình, tai mình, tức là mình ưa thích cái đó, mình nói cái đó ngon thì mình gấp.
cái đó chưa chắc đã ngon với người khác, nhưng mà đối với mình là ngon, mình sẽ gấp nhiều và mình thỏa thích trong cái đó, tức là mình bị cái ý cũ, cái thích cũ nó dẫn. Và cái đó điều nguy hại như thế nào, khi mình chết á, lập tức cái thích tái sinh đó là chính là nó đó, nó tồi lên liền. Hồi xưa giờ tôi khoái ăn bánh xèo, lúc tới giờ là sẽ đầu thai làm, nếu mà đủ phước là làm cô gái nhà giàu bán bánh xèo để ăn suốt đời. Còn nếu mà thiếu phước á, nó làm con sâu ở trong cái bánh xèo á, nó vậy đó. Hoặc làm con kiến bò 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 vào cái chỗ bánh xèo để hưởng cái mùi, cái hương. Thì nó là sắc thiên hương vị xúc hết thôi. Mà nếu quy cùng cho cùng á, thì nó chỉ là sự rung động. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói, ví như một người có món quà đem cho, mà nếu cái người nhận không nhận thì món quà thuộc về ai? Cũng như thế, nếu chúng ta va chạm, có xúc mắt tai mũi, có va chạm nhưng mà ta không thọ, tức là ta không nhận, thì lập tức nó trả trở lại, nó không có tạo nên nghiệp. Còn nếu mà ta thọ là dính đó, ăn ngon là muốn ăn nữa, ăn nhiều. Dẫu là mình nói mà thôi tôi nhường lại cho các chị ăn với, nhưng mà thực sự trong tâm nó đã khởi lên cái muốn ăn thôi. Và cái đó là cái động lực, nó ngủ ngầm lắm đó. Mặc dù mình đi tu, mình chế ngự, mình nói thôi ăn nhiêu thôi, ông sư không dọn kìa. Nhưng mà cái muốn ăn nó đã có rồi, cái ý muốn ăn đã có rồi. Hiểu chưa nào? Nó nhanh lắm. Và người tu là phải cố gắng nhìn nó thật kỹ. Cho nên á, cái nguyên tắc mà Phật dạy á, đi chậm, nhai chậm, mắt nhìn chậm, để chi? Để mình tác ý được. Còn không có là cái cũ nó dẫn cái mới à. Nhiều bao nhiêu kiếp rồi nó quen rồi, nó dẫn mình là cái kiếp này cũng vậy nữa. Tự nhiên nhìn nó. Nghe là nó nghe theo kiểu của nó. Tao nghe bằng nó.